Chào mọi người nha, tôi vừa mới đi show về, ghé quán này khách nè, lại ủng hộ cho Thu Phương rất là đông luôn. Hiện tại giờ Thu Phương đang livestream, livestream bên đó. Khách đến quán rất là đông ủng hộ cho Thu Phương. Còn là trai xinh gái đẹp không nha. Đó, bên đây nữa nè. Còn xíu bên này nữa. Tôi mới đi show về nha mọi người. Cá anh chiên hôm nay bán được lắm nha. Giờ này bắt đầu rơi xe rồi mọi người. Khách đến đông lắm nha mọi người. Hiện tại giờ khách thì rất là đông luôn. Tôi luôn về livestream ở phía trong, còn ở phía xíu à. Vừa em một xe đó đi, mai em ra lấy xuôi về. Đó đồ bán mà kêu chừa không đó, vậy là hay đó. Rồi tối nay hút quần đùi vô nha. Hello Hữu Tài nha. Hello Lê Thị Hiền nè, hello Cu Sữa nè, bà xã yêu rồi. Hello ông xã yêu nha. Cục cưng, cục vàng, cục ngọc của em nè. Phương ơi, idol của em. Chị đá vô cuốn họng em, cái chỉ niệm đi ra đây đi. Chị đá vô cuốn họng lên nè. Ở chị nút chứng cá, chị đá cuốn cút nè. Bùi Dung Hậu, Kiên Trần nè. Đừng like nữa, Facebook kia bị khóa thì vừa lòng mày. Tại ăn ở đó cưng, tại do ăn ở đó. Hello Phối Quân mà nha. Hello Xuân Minh nè. Đó, 279 người đang bán sao? Bữa nay bán đỡ hôm qua. Hôm qua mình xe kim qua, qua mới gọi là AK, AK. Bữa nay là tệ đỡ lắm. Bữa nay chắc mọi người coi clip á, mọi người thấy AK, mọi người ra ủng hộ. Đó, Thu Phương bây giờ đi giao lưu với khách đó là cả sống nhà nước nha. Để phái đá vô cũng hồng mày lắm. Rồi tiền thú, tiền men, kêu tôi đòi. Hello Chim Vô Kỵ nha. Tôi gửi lại bỏ khách đông nha. Hôm qua là trời mưa, khách không có đến rất là nhiều. Hiện tại giờ khách rất là đông. Cái viên chim này bán được, vì chất hôm nay không có ra, mai đi chùa nha mọi người. Vô hậu trường cái bếp nè. Này thấy nở nụ cười trên môi rồi đó. Đó, xe cá nhân chiên mọi người thấy nè. Này xe cá nhân chiên bán rất là được ha. Rồi khách vô nữa kìa. Khách vô. Mua về. Khạp la. Đó 354 người đang xem anh chị. Hai hộp trăm luôn chị ơi. Mấy hộp em? Hai hộp trăm tin về. Rồi hai hộp trăm lộn xộn. Là 200 lộn xộn đúng không chị? Chúc anh cho chị coi 2 BD lộn mèo nha. Đó vui vẻ. Anh đá. Anh đá vô cuốn họng em đi. Kề dao đá nè, thấy không, anh dao đá nè. Đó, vậy mà anh đi ngời ngời không có sao luôn nha mọi người nha. Dao đá là mọi người cứ dao trực tiếp đi đó, giác đá luôn kìa. Anh ơi, anh dao đá cho anh biết cho nhỏ không? Hello anh Bảo Dao nha, hello Quốc Minh nè, hello Vy Chi. Đó, 374 người đang xem đó, cái nhà xe chim thì em nha.
để cho anh chị em mình ở gần ở xa đó, mình vô tình mình đi chơi đó, mình không có chỗ ghé thì mình ghé cho em đó. Bên em nhân viên rất là dễ thương luôn đó, một đứa thì mập, một đứa thì ốm nha đó, mọi người thấy không? Ốm là gu của anh á, không kiếm gì chất đi Phương đó. Rồi nè, Phú Minh ác dễ sợ luôn. Phú Minh đó 258 Nguyễn Tiểu La xè nguyên con cho vừa lòng bá. Cảm ơn Bi Chim nha, hello chị Hạnh Canada đó. Anh chị mình nhanh tay nhanh chân xe chim giùm em nha, em sướng anh chảy nước em tặng cho ông tô phở gà máy đạp luôn, vui vẻ không quạo luôn đó. Đây là em sẽ quay một vòng sơ quán đây, hiện tại là anh Hưng đang quay giờ trực tiếp YouTube nha. Anh chị mình chưa like đăng ký kênh của anh Hưng cái chỗ Bạch Sa kìa, Bạch Sa tí tí mùi thanh mùi nè. Ơi má, cái đó làm mưa làm gió đó má, trời đang đẹp. Đây Bạch Sa tỷ tỷ của em đã xuất hiện rồi nha mọi người nha. Lời nói đầu tiên xin cho Thanh Mũi và Bạch Tê gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đó giống không mọi người? Sao em dòm? Em dòm hai chị giống hai con mặt khóc mặt cười quá vậy, xui ghê. Rồi mà có mặt cười. Một hai ba cười nè, hai chị bằng hai ba. Nhạc kìa. Đâu? Kéo kéo đây. Hey. Hey. Woo. Hey. Lấy cho em hai con luôn nha anh. Hai con gì? Hey. Hai con kẹo. Anh bán kẹo mà đúng không? Kẹo cho em phải được. Hey. Hey. Lên lúc gà là bắt con gà. Bắt con gà là nhổ lông gà. Nhổ lông gà là thọc huyết gà. Thọc huyết gà là ăn thịt gà. Hey. Hey. Gì vậy mà? Alo. Heo. Gà nè. Thọc huyết heo hả? Gà. Hắc bứng. Bứng. Lâu nó vô hắc bứng. Ờ, hát bứng đi. Hát bứng đi, có chơi chiêu mới hát bứng. Hát bứng tươi lắm, vô đây hát bứng. Hát bứng cho. Đó, anh chị mình ra phố, có lộn quá, anh chị mình ra phố, đèn phố, phố Lan, phố Phường, đi phố đi bộ, đi gì. Đó, mình tí cũng mới đi show về với Thu Phương đó. Hôm nay mặc đồ trắng rất là đẹp luôn ha. Đó, hôm nay có sự xuất hiện của Bạch Tỷ nữa. Đó, thì hai chị em không có làm trò, là không có làm mưa, làm gió nha. Hai chị em chỉ làm phùng, làm điên thôi chứ không có làm mưa, làm gió. Bạch Xà, Bạch Xà. Hello Quỳnh Sang. Thôi bây giờ em tắt livestream nha, em cà khịa với Bạch Tỷ em. Mọi người ra đây đi, vui lắm. Có Phi Nhung nữa kìa. Đó, sữa bình đăng con. Quán gì đông vui lắm nha. Trời ơi. Trời ơi, nói gì là gì gì. Đó, hai chị em. Hello em. Hello, hello, tôi LGBT. Hello, anh Hưng Bi Lắp. Hello, anh Hưng. Con xanh đây cũng là nhất rồi. Sao mà nói mới nghe, không nói nhỏ. Màu xanh màu trắng nha mọi người. Xanh trắng đen. Lãng phụ, mở vàng nữa. Có mở máy lạnh nè. Hết mưa rồi, đẩy bạc vô. Ờ quên, đẩy bạc ra nó mới má. Má. Hết thùng má. Đẩy ra nó mới má. Áp kìa, áp kìa. Đâu áp nhiệt đới. Anh Andy ơi, hết mưa rồi, đẩy bạc ra cho nó mát. Anh dở nắp lu ra đi. Thấy trong lu có gì. Nếu không có gì thì mình đập cái chậu luôn đi. Rồi đi ra ngoài làm mưa đi chị. Cái để gỡ vỏ. Gửi vỏ dưới đây nè. Tiếp cái gì? Cái gì vậy? Bạch Tỷ ơi. Tiếp chiêu. Quýnh nó giùm em đi Bạch Tỷ. Má còn bà ngủ còn má xù. Tấm bạc kìa Bạch Tỷ. Nè Bạch Tỷ hỏi. Giả cho Bạch Tỷ. Trời ơi kìa khách kìa Bạch Tỷ ơi. Anh ơi. Phương leo lên xe đó. Vô động em chơi nè anh ơi. Ủa sao nhạc con hết trơn rồi? Quay qua vô mà. Xung xung mới nhạc nào mà hai chị quốc được á. Mẹ ơi mở cái nhạc nào mà chơi YouTube với tao quyền chị. Trời ơi. Trời ơi, miệng chị quá trời vậy trời. Miệng nhiệt. Em nói giỡn nha mọi người, có sao chứ. Lời nói đầu tiên xin cho Thanh Muội và Bạch Tỷ gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Đó, chào mọi người đến kênh của anh Loto LGBT và kênh của Toàn Vlog. Và là trang bay của Lan Quế Phương. Đó, chúc cho những anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác mình ở gần cũng như ở xa đó, mình đã xem kênh vui vẻ rồi. Chúc cho cả nhà hôm nay là buổi thứ ba đầu tuần. Chúc cho cả nhà luôn luôn vui vẻ nè, có một ngày thật là đẹp trời nha. Đầu tuần vui vẻ thì cuối tuần mình xuân sẻ nha. Cả nhà chưa like và subscribe đăng ký thì mọi người hãy nhấn chuông đăng ký kênh của Toàn Vlog nè, kênh của Loto LGBT. Còn ai chưa chia sẻ và like và subscribe kênh của anh Lan Quế Phường, phố Hồng Kông thì mọi người hãy nhanh tay nhanh chân nha mọi người nha. Nhạc đâu rồi em? Như nó nhạc lâu quá rồi. Làm phép đi chị, dỡ rúng lên. Dỡ nắp cống ra. Gắn thì dỡ rúng ra. Ủa, cái gắn không phải lè lửa. Ghê quá. Em thấy chị, hai chị em cũng hay con chó. Cố rồi, chị đừng có nhận gì kỳ quá. Tự nhiên chị lè lửa. Chị cũng gắn cái lè lửa để nó đánh không, con gắn là mình phải uống. Con chó là gì nè? Để thôi à. Còn gắn lại cũng đâu có gì không, giống nút trứng cá đó, trứng cút vậy. Ủa tôi trời với gối cái mặt bây giờ. Nó phai lắm, mày nó phai lắm chị ơi. Giờ lâu vô hắt bứng nó đi. Hắt bứng mày giờ nha, hắt bứng mày đó nha. Ủa sao mở nhạc lâu quá vợ? Anh hiểu không? Có nghĩa là khi mà tóc dài mình sẽ hắt bứng, nhưng nó ngọng nó kêu là bứng. Anh hiểu không? Bây giờ mới kêu nó hắt bứng. Em ơi, em mở nhạc bài bé nước biển á em. Em bấm là bé nước biển. Đúng rồi. Cảm ơn con nha. Chị tí rồi, bé dễ thương luôn nè. Em hello bé, bé nói là hello chú. Chú dễ thương lắm mà con. Cảm ơn con nha. Con cũng dễ thương quá. Con kêu cô bằng chú thì một chút nữa chú chiên cho con cái viên chiên khét nghẹt luôn. Nói chứ cô giỡn á. Dễ thương quá. Điện thoại của ai kêu? Điện thoại kìa, có điện thoại. Mày mất nhận thức luôn hả? Mày quay mày mất dưới dậu rung luôn hả? Anh nào quen? Cái gì vậy? Đi gãy à, đi gãy. Ê, mày làm cái gãy đồ kìa. Có vui vẻ không trời? Bê rồi nhảy đi nha, chị nào đi tao đi đẩy cho. Vô lên ngồi quá. Ủa không phải đi lên chiếc xe hơi hả?
đi túi dưới luôn hả? Đúng rồi, đi anh đi đi. Em ăn uống mà chờ ở đài đi sao?